các bạn, đây là một cái con mà một cái con vật, một cái sinh vật kỳ quái, không thể nào biết được tên của nó. Kiến dương. Ừ, em mình nói nó là kiến dương, rất là lạ lùng luôn. Sinh vật kỳ quái. Em mình đổ hết tất cả những cái hộp nút ở trong cái này là của chị mà. Để mà vô. Nó kẹp bây giờ. Chỗ nó kẹp mình. Ghê quá. Thôi để em mình bắt đi, mình kiểu phiên dịch thôi. Bạn nghe thấy tiếng kêu của nó không? Em biết nói hai gì à? Nó nói tụi này nhỏ quá. Không đủ cái thời. Cho nó. Thôi cho nó dừng nó. Bây giờ mình thử bắt nha. Rồi tới bắt con này ra rồi. Chỗ ngủ của nó cũng... Nó cũng biết kẹp á các bạn. Nó không phải là không biết kẹp đâu. Ra. Kẹp chỗ cái em không biết đền tiền đâu rồi. Nó kẹp đứt tay được á. Nghe chưa ha? Kẹp đứt tay đâu, mình lo. Nó kẹp giấy máu rồi đúng không? Không. À, mà cái con này á, nó mình nghe người ta nói thì nó chui từ cái gì ra. Không phải cất đâu mà lo. Ừ, con này là khác. Thằng em mình nó đảm bảo là không phải cất. Con này á, tôi cần gốc cây ra. Chứ không phải con gốc cây bị dục. Vì con này còn trắng vậy mà. Thấy chưa? U nhìn ghê quá. Đó, thằng em mình đó, ghê chưa? Thằng em mình và ba mình mới vừa bắt được con này. Nó kẹp nè các bạn. Nó rất thích con này luôn. Nó tính là nuôi làm cảnh đó. Mình đó thì mình đang để dành tiền để nuôi một con chó. Nếu như mà các bạn muốn mình nuôi một cái con gì á thì các bạn hãy comment bên dưới để mình biết được mà mình nuôi cái con đó nha. Kênh của mình gần giống như là kênh của Săn Bắt và Hái Lượm á, nhưng mà không phải vậy đâu nha. Tại vì mình cũng hay bắt cái con này con kia để mà nuôi á, cho nên cũng được gọi là Săn Bắt và Hái Lượm. Nó ôm á. Nhưng mà mình không có giống như là Săn Bắt và Hái Lượm, mình không có nuôi tắc kè đâu mà các bạn lo. Nó thích leo nhiều cây lắm. Đó, nó bám bám hết cây này sang cây khác. Để tí. Tại vì móng vuốt của nó sắc cho nên nó leo tốt. Hay chưa? Cái này thuộc tính leo tốt hả? Leo qua tốt rồi còn hơn. Các bạn cứ nghe nó ngồi nó nói phép đi nha. Con này chui từ gốc cây ra. Rồi con này là con đực hay con cái vậy đó? Đực hả? Chị nghĩ là cái đó. Trời ơi trời. Ý nhìn nó nè. Nó bu lên tay luôn á. Chị muốn nó thả ra chị làm. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi nha. Cái con này nó như thế nào. Rồi Đức cầm lên đây cho chị coi. Rồi cái con này á là nó có hai cái sừng mà nó dọc nha các bạn, nó không có ngang đâu. Chân của nó nè, các bạn nhìn thấy không? Chân của nó có rất là nhiều gai, đâm vô là đau lắm đó. Ở dưới phần bụng của nó, Đức dở cái bụng nó lên cho mấy chị coi. Cho chị coi. Rồi, dở bụng nó lên nè. Dạ, tới em cần thả nó ra một chút xíu. Đặc biệt một điều, cái con này ở dưới phần bụng của nó có một cái chút xíu lông của nó ngắn á. Thôi em thả nó xuống được. Bạn thấy không? Đây, để chị bắt cho. Rồi, Đức em quay đi nha. Đừng quay mặt chị được rồi. Rồi.
nha, nhìn nha. Ờ đúng rồi, chị giữ. Giữ đi, để em tí. Đây, không biết các bạn có thấy hay không, nhưng mình thì thấy là cái con này nè. Mình thì thấy là cái con này nè, ở dưới cái phần bụng của nó đó, là nó có một chút lông. Không phải là một chút luôn á, nhiều lắm á, nhiều lông lắm. Đó. Mình phải cầm chặt tại vì nó hay cựa quậy. Rất là ghê luôn. Đây. Đó, thả nó xuống là nó hết kêu, mà bắt nó lên là nó là sẽ kêu. Đó. Hành vi của cái con này rất là kỳ quái luôn. Mốt phải đi bẻ cây cho nó leo nè. Cắn cắn cái gì á. Nó không có đối thủ, nó buồn. Nó cút nhau á. Không có, nó buồn á. Đó, các bạn thấy không? Nó cắn cái gì á. Trời ơi, nhìn nè. Nó bóng rẽ luôn. Thôi chịu rồi ha. Ừ, nhìn xa thì các bạn sẽ thấy nó bóng láng luôn thiệt. Mình cam kết là nó nhìn nó bóng láng luôn. Đây. Cho các bạn coi luôn nè. Đụng vô là nó kêu, đụng vô là nó kêu. Thả ra là hết kêu. Nó thả ra hồi là nó hết kêu. Đó, giờ là nó kêu tiếp nè. Ra, đi ra, đi ra. Đó, từ cái con này nè. Đây, bạn nhìn ở dưới phần lông của nó, phần bụng của nó. Đó là nó có, là nó có cái nhiều cái mà mình không thể nào tả được. Rồi có, rồi ở cái dưới phần bụng của nó, ở giữa cái phần bụng của nó còn có lông nữa. Ha, nó cắn mình. Kỳ cục nó vậy luôn chứ. Còn có lông nữa. Rất là ghê. Được đó. Chỉ cho chị cắt cành nha. Nói chị không cắt cành. Chị ra nè, 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 nè. Nè. Được cái á, là nhà mình có một cái bông gòn. Có loại bông gòn. Cho nên á, là chân của nó nhọn, nó sẽ mắc vô cái bông gòn này. Mình với lại thằng Đức thì thằng Đức học lớp 4, mình học lớp 5. Hai chị em đang nghịch. Đừng chị làm vậy, nó đứt chân bây giờ. Đừng. Nghịch dạy chơi ngu. Chu cha. Chị đừng làm vậy, nó chết á. Đừng. Thằng này có vẻ như là nó rất là quý cái con này, cho nên đừng hòng có ai mà đụng vào được nó. Rồi đó, con này là nó như vậy nè. Ê. Cẩn thận á Đức. Nó cắn cái lại đau rồi, chị không biết đền đâu nha. Nó không phải cắn. Đó, các bạn thấy nó bóng láng không? Nhìn rõ cận cảnh luôn á. Thì mình thấy là nó có hai cái mắt đen. Nhột dễ thương quá à. Nó thấy một cái loại con vật này đó mà dễ thương là nó vậy á. Thôi được rồi, chào tạm biệt các bạn. Bởi vì mình đã hết biết nói cái gì nữa rồi. Tạm biệt các bạn, hãy nhớ đăng ký kênh, like và subscribe cho kênh của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.